Nấm là nguồn cung cấp protein hoàn hảo. Hầu hết các loại nấm chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Nấm không chứa chất béo, nhưng có chứa hàm lượng lớn axit béo quan trọng. Có lượng calo và đường thấp, trong khi là nguồn cung cấp chất xơ. Ngoài ra, nấm còn chứa các vitamin, khoáng chất như vitamin A, B1, B2, B12, vitamin C, D, E, sắt, canxi, natri và kali. Vì nấm chứa hầu hết các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần, nên nấm là một thực phẩm tốt để bổ sung thêm protein trong chế độ ăn uống. Ăn nấm là một cách lành mạnh để tiêu thụ protein và các chất dinh dưỡng có lợi khác mà không bổ sung quá nhiều calo hoặc cholesterol. Nấm có chứa một số chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học khác nhau, là những chất được tạo ra trong quá trình tiêu hóa nấm. Những chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học này chịu trách nhiệm về tác dụng chống viêm, giúp làm giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các bệnh viêm nhiễm, bao gồm bệnh tim, viêm khớp, rối loạn tự miễn dịch và ung thư. Nấm cũng cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa là những chất làm bất hoạt các gốc tự do, là những phân tử không ổn định, có thể gây hại cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Các gốc tự do được sản sinh với số lượng lớn hơn khi cơ thể bị căng thẳng hoặc tiếp xúc với thực phẩm và hóa chất không lành mạnh, có thể góp phần gây ra bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh gan. Mức cholesterol và chất béo cao góp phần gây ra bệnh tim, đột quỵ và bệnh mạch máu. Ăn nấm đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol và chất béo. Các thành phần hóa học có trong các loại nấm khác nhau có thể liên kết với chất béo và cholesterol để loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Đồng thời, các enzyme do nấm sản xuất có thể làm giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách phân hủy chất béo không lành mạnh. Nấm chứa chất xơ và beta-glucan, cả hai đều có lợi cho sức khỏe đường ruột. Những thành phần này giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và cũng có thể giúp ngăn ngừa táo bón. Huyết áp cao là một vấn đề sức khỏe phổ biến. Nấm được coi là một loại thực phẩm hạ huyết áp trong chế độ ăn uống vì chúng có chứa nhiều hợp chất làm giảm huyết áp như ergosterol, polyphenol, terpen, terpenoid, polysaccharide và protein. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nấm có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và các đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ chống lại nhiều loại sinh vật truyền nhiễm. Một số tác dụng kháng khuẩn này đến từ các chất dinh dưỡng mà nấm cung cấp. Nấm là loại thực phẩm chứa ít glucose và các loại đường khác. Do đó, đây là một loại thực phẩm lành mạnh, giúp no lâu, không làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Tuy nhiên, một số người có thể bị đầy hơi sau khi ăn nấm. Nguyên nhân có thể là do mannitol, một loại rượu đường tự nhiên được tìm thấy trong một số loại nấm. Đồng thời, nấm cũng là loại thực phẩm giàu chất xơ, có thể gây đầy hơi nếu tăng lượng tiêu thụ quá nhanh. Thêm vào đó, nấm có thể chứa vi khuẩn có hại do khâu bảo quản, vận chuyển. Cách tốt nhất để tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn này là mua nấm từ các cơ sở đáng tin cậy, không ăn nấm có dấu hiệu hỏng. Tuyệt đối không ăn nấm hoang, nấm dại. Việc thu thập, chế biến và ăn nấm hoang dã đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể gây độc. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các loại nấm đều được bảo quản và chế biến ở nhiệt độ khuyến nghị, đảm bảo vệ sinh thực phẩm theo các biện pháp phòng ngừa an toàn.